Em xin hỏi về Nam Mạng Canh Ngọ về công việc làm ăn từ nay đến hết năm và 2023 có ổn không ạ? Em cảm ơn thầy. Và bạn sinh là Nam, sinh năm 1990. À, bạn Đặng Hiếu Trung à? Vâng. Đặng Hiếu Trung. Vâng. Bạn có đặt một câu hỏi về năm sinh của bạn là sinh năm 1990, Nam, và nói về hỏi về công việc của bạn năm 2023 có tốt hay không? Thực ra ấy, hôm nay là tôi cơ bản là nói về chủ đề phong thủy, nhưng mà nếu nói về chủ đề dự đoán vận mệnh con người tôi sẽ nói rất nhiều người ấy, người ta nói rằng là xem vận mệnh dự đoán vận con người là bói toán, cho nên là kể cả cái Facebook ấy, người ta cũng không hình sinh hành cái này, người ta thường người ta sẽ cản trở chúng ta trong việc những ngày. Nhưng mà tôi thì đây là tôi dự đoán, tức là mệnh lý dự đoán, chúng ta gọi đó là mệnh lý dự đoán vì là dự đoán thì không bao giờ chính xác tuyệt đối, đúng không? Và bát tự và tử vi là mệnh lý dự đoán chứ không phải là môn bói toán nhé. Bát tự thì đặc biệt là khoa học dự đoán luôn. Nếu bạn chỉ cho năm sinh thôi ấy, thì dự đoán sẽ không hoàn toàn chính xác. Bạn có thể cho tôi đầy đủ ngày giờ tháng sinh, tôi có thể dự đoán được cho bạn là năm nay từ giờ đến cuối năm bạn như thế nào, sang năm 2023 bạn như thế nào. Còn nếu bạn chỉ có năm sinh thôi ý, thì tôi sẽ dự đoán thế này trên phương diện bát tự để cho bạn hiểu nhé. Canh Ngọ và Nhâm Dần là năm nay, đúng không? Canh thì thuộc kim và Nhâm là thuộc thủy, đúng không? Như vậy là kim minh thủy có thực thương đấy, bạn có thực thương hoặc là có thương quan, đúng không? Như vậy xảy ra trường hợp thế này: một là thực thương sinh tài mà bạn vẫn làm được tiền; hai là có thương quan, tức là bạn có cãi nhau với lại cấp trên của mình. Đó là hai cái yếu tố đó mà bạn cần cẩn thận một chút nhá. Yếu tố thứ hai thôi, yếu tố thứ nhất là bạn vẫn là tiền, là thực thương sinh tài mà. Yếu tố thứ hai là tương quan là cãi nhau với sếp. Nếu mà như chẳng bạn là nữ thì là dễ cãi nhau với chồng, đúng không? Còn nam thì dễ cãi nhau với sếp cấp trên của mình. Đó. Còn là địa chi của bạn là Ngọ, đúng không? Ngọ Dần. Thì năm nay là tam hợp, bạn Dần Ngọ các tam hợp rất là tốt, đúng không? Thì công việc bạn nó rất ok. Năm sinh thì đại diện cho gì? Đại diện cho công việc. Năm sinh thì đại diện cho gia tiên, như vậy là gia tiên của bạn là ổn định, đúng không? Tam hợp này, công việc của bạn thì vẫn là đang rất là tốt. Đó, nếu bạn chỉ có năm sinh không thì sẽ được dự đoán như thế. Còn sang năm 2023 là năm gì? Năm Quý Mão, đúng không? Quý thì cũng thuộc thủy, quý thuộc thủy. Còn là bạn thì là vẫn là gì? Là canh kim với kim minh thủy, mà vẫn là thực tương và tương quan, đúng không? Như vậy là vấn đề về khúc mắc và với cấp trên hay là vấn đề tiền thì nó vẫn xảy ra, đúng không? Và tôi sẽ phân tích cụ thể cái phần mà có thể là vị trí là thương quan hay là thực thương. Canh thì gặp quý là thương quan, còn gặp nhâm thì là thực thần. Như vậy năm nay là rất là tốt. Đó. Nếu mà tính về năm sinh thì năm nay vẫn là tốt. Đặc biệt là gì? Là công việc làm ăn và quan hệ với cấp trên. Đó, tốt như sang ấy, thì bạn cẩn thận là sẽ cãi nhau với sếp nhá, cãi nhau người cấp trên của mình ấy, thì bạn có thương quan mà đấy, và cái thương quan làm năm sinh thì cấp trên rất là lớn, cấp trên nhất của mình, tiếp của mình hoặc là cấp trên trực tiếp của mình, thì bạn tránh cái đó. Thế thì cái gì để nó tiết cái xấu đi, và cách nào để hóa giải cái xấu đi? Thì cái thủy là gì? Thủy là cái xấu của năm sau, vậy thì mình làm sao để tiết thủy? Tiết thủy thì dùng gì? Dùng mộc, đúng không? Dùng mộc thì có rất nhiều cách để hóa giải nó. Tức là như tôi đã nói cái phần trước đối với bạn trước đấy, thì chúng ta dùng bát tự, dùng ngũ hành để hóa giải. Thì thủy là thứ mà đang làm hỏng ta, tôi có thể sang năm vậy ta dùng mộc để tiết luôn. Mộc thì gồm cách sử dụng như sao? Bao gồm thế này, có thể bạn dùng đeo màu gỗ, đúng không? Bạn đeo màu gỗ dùng mộc, hay là bạn mặc áo đồ màu xanh lá cây ấy, dùng mộc, hoặc là bạn giao thiệp với sếp ấy, bạn nên cầm quyển sách, đúng không, màu xanh lá đó, dùng mộc, đừng cầm những thứ gì mà nó sinh cho thủy, không nên hạn chế thứ sinh cho thủy nào, đối diện thủy, hoặc các cấp trên ấy, bạn không nên gì, không nên uống nước, đúng không, vì nước tăng độ thủy của nó lên thì thương quan sẽ mạnh hơn đó. Và còn là cái não, sang năm Mão so với lại Ngọ thì không sao cả, đúng không? Không sao. Vậy thì sang năm bạn chỉ lưu ý cho tôi vấn đề là gì? Đó là gì? Mối quan hệ của cấp trên thôi. Chính
chính mối quan hệ của cấp trên nó sẽ làm giảm cái khả năng hiệu suất công việc hay là cái tiền thu được của bạn ấy. Cấp trên nếu bạn tốt thì tất nhiên cơ hội của bạn kém đi đúng không? Đó, nếu bạn có năm sinh thì tôi sẽ trả lời như thế. Còn nếu như bạn có đầy đủ giờ ngày tháng năm sinh ấy, tôi có thể bạn có con mình ngày tháng năm sinh à? Bạn có không? Có chưa? Có rồi. Gặp cho mình à để mình kiểm tra luôn. Bạn ấy sinh ngày 27/7/1990. Như vậy là bạn sinh vào ngày 27/7/1990 là ngày Quý Mùi, tháng Ất Dậu và năm Canh Ngọ. Như vậy Quý Mùi được gọi là ngày mệnh chủ đấy. Quý là được gọi là Quý Mùi, ngày chúng ta trong bát tự được tính là mệnh chủ đúng không? Như vậy là vậy thì lại là tốt rồi, là rất là tốt, bởi vì sang năm Mão này, vậy Mão Mùi, Quý Thủy. Vậy thì bạn sẽ được những thứ này. Thứ nhất là cái ngày sinh của bạn là ngày Mùi và sang năm sẽ tam hợp với lại gì, với lại năm sinh, với lại năm lưu niên, cho nên là bạn Mão Mùi tam hợp này thì là rất là tốt nha, mệnh chủ rất là tốt. Dậu là tháng sinh, như vậy là chi của tháng sinh là Dậu, và Dậu ấy thì lại xung với Mão, vậy mà Dậu lại đại diện cho cung bố mẹ ấy. Sang năm bạn cẩn thận về bố mẹ đúng không, và địa chi đại diện cho đấy cho mẹ, thế sang năm bạn lưu ý về mẹ bạn nhá. Còn Ngọ thì đại diện cho gia đình công việc thì nó không ảnh hưởng gì đến năm Mão cả, tôi đã nhắc rồi. Còn Quý, bạn sinh vào ngày Quý mà sang năm Quý, và Quý với Quý ấy, thì là bình hòa đúng không, không có sao cả, trừ trường hợp bạn có giờ sinh tôi sẽ tính cho bạn thêm về gì, về dụng thần. Thì nếu như Quý với Quý là hòa với nhau mà là dụng thần ấy, thì bạn sẽ gặp được bạn bè tốt, người ngang hàng với mình tốt với mình đó. Còn nếu như là thị thần ấy thì là người xấu với mình nhá. Thứ hai là tháng sinh của bạn Ất Mộc, như vậy là Thủy sinh Mộc, Quý Thủy hay Nhâm Thủy năm nay và năm đời sinh Mộc, vậy năm nay chính năm nay bạn đã làm công việc mới rồi, hoặc là bạn lên chức rồi, hoặc bạn thăng tiến rồi nhá. Đó thì như vậy là cơ hội năm nay và năm đều như nhau, có nghĩa bạn có thể làm công việc mới, có thể là thăng chức, có thể là lên vị trí mới đó, thì nó còn là ấn mà ấn là thăng tiến mà, và ấn là gì, sự nghiệp mà, đấy người ta hay thỉnh cái ấn thăng quan đó, hoặc là làm tin tức của đi chùa để ta thêm ấn. Nếu bạn muốn tăng cái độ thành công ấy, thì người ta hay làm gì, người mê tín thì người ta làm gì nhở, hay lễ, nghĩa là lễ ấn mà ấn để tăng cái may mắn đó. Thì nếu như bạn muốn may mắn hơn trong năm nay và sang năm về công danh sự nghiệp thì bạn lên để đi chùa đúng không, đi chùa. Sang đến kim của năm sinh, như canh kim ấy, tôi nói rồi, canh kim thì kim sinh gì, kim thủy, vậy thì bạn sẽ sang năm bạn sẽ xuất hiện về thương quang, là cãi nhau với sếp hay cẩn thận với quan hệ đó, bạn phải giữ được cái đó, bạn phải dùng mộc để tiết đi, hoặc bạn dùng thổ để tiết đi, thổ là gì, thổ là đá, có thể đeo bằng đá, mộc quần áo màu gì, màu vàng, màu nâu, mộc là xanh lá cây, đồ bằng gỗ là tiết, thì bạn sẽ giải quyết được vấn đề đó. Hoặc những gì đã xảy ra rồi thì sẽ không xảy ra nữa, đúng không? Những gì về quy ước của bát tự, những gì đã xảy ra rồi thì không xảy ra nữa. Ví dụ như là ngày mai mà trong lá số bạn có thể bị ngã chảy máu hoặc bị ngã đau ấy, thì sáng dậy là chủ động va vào đâu đó, đúng không? Rất là hay, bạn va vào tường, vào cửa, thế là cái việc đó đã xảy ra rồi thì nó sẽ không xảy ra nữa. Thì chúng tôi hay khuyên những người mà có vận hạn xấu vào năm nay thì hãy làm gì? Đó là đi khám bệnh, đúng không? Khám bệnh để người ta lấy máu ra, hoặc đi từ thiện, hoặc là đi hiến máu nhân đạo, thì mình sẽ mất đi thì sẽ không bị mất nữa đó, thì không bị ngã, không bị đau nữa, đúng không? Hoặc là đặc biệt là những người mất tiền, khi mà tôi xem cho một ai đó mất tiền thì tôi thường giúp người ta cũng sẽ không mất tiền. Đặc biệt là cái đó là gì? Đó là đưa tiền đi, đúng rồi. Ví dụ như là bạn có bao nhiêu tiền hiện nay, bạn sẽ dùng hết nó trong cái gì đó ngay bây giờ, càng ngày càng tốt, và cái sự việc xảy ra rồi thì đến khi bạn không còn gì để mất nữa, đúng không, thì nó sẽ không xảy ra nữa, hoặc nó xảy ra ở mức độ gì, mức độ nhẹ hơn đó. Đấy, bạn đã hiểu cái nội dung mà dự đoán của mình chưa? Nếu chưa hiểu rõ thì bạn có thể liên hệ riêng với tôi, hoặc là qua trợ lý tôi sẽ phân tích cụ thể cho bạn. Bởi vì xem lá số này ấy, thì rất nhiều người đã xem trực tiếp thì tôi phải xem hết một tiếng rưỡi, một ngày một tiếng rưỡi nhá. Dự đoán của người ta từ gì, từ tính cách này, cho đến về hôn nhân này, cho đến về tiền tài này, cho đến sức khỏe này, cho đến con cái này, cho đến công việc hòa hợp với mình hay không này, và thường người ta nghe nói là thích hơn là nhận sai,
những file thường là khó hiểu lắm. Như là mỗi người mà đặt lịch xem ấy, thường có tiếng rưỡi, rất nhiều người đã đặt lịch nhưng mà là có thể có người có duyên, có thể có duyên. Vâng, phải hữu duyên. Thầy rất là bận. Thì mong là bạn Trung Hiếu cũng sẽ giải đáp được một phần nào đó về câu hỏi của bạn. Mình thấy thì theo như thầy Tuệ Khanh có nói thì trong năm 2022 và 2023 thì công việc của bạn sẽ rất nhiều tiến triển tốt. Có nghĩa là bạn cũng không phải lo lắng nhiều. Còn nếu bạn muốn biết chi tiết hơn thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với thầy để đặt lịch về thầy có thể cho bạn không?